Lạy Phật Tổ, lạy Bồ Tát, con nguyện từ nay đến cuối đời, thề chung thủy, yêu quý nàng hơn chính bản thân. Lạy Phật Tổ, lạy Bồ Tát, con nguyện từ nay đến cuối đời, thề chung thủy, yêu quý chàng tha thiết chứa cha. Chúng xây tương lai nay con quy trước chư Phật Tổ, trước chư Thánh Hiền, cho con nên đôi, cho con an vui, dẫu cho nghèo khó chúng con không rời. Tâm không đua tranh, tâm không si mê, xin dương Phật pháp sắp gieo nhân lành, cho con hân hoan, cho con ca vang khúc ca hạnh phúc thỏa bao chờ mong. Lạy Phật Tổ, lạy Phật Tổ, lạy Phật Tổ, lạy Phật Tổ, xin ngài từ bi chứng lòng. Vợ chồng con xin giữ gìn hạnh phúc tháng năm. Lạy Phật Tổ, lạy Phật Tổ, lạy Phật Tổ, lạy Phật Tổ, xin ngài truyền thêm sức mạnh. Vợ chồng con luôn hướng thiện theo Đức Thế Tôn. Cho nghèo khó chúng con không rời, tâm không nhỏ tranh, tâm không si mê, xin dương Phật pháp sắc gieo nhân lành, cho con hân hoan, cho con ca vang khúc ca hạnh phúc thỏa bao chờ mong. Lạy Phật Tổ, lạy Phật Tổ, lạy Phật Tổ, lạy Phật Tổ, xin chứng lòng. Vợ chồng con xin giữ gìn hạnh phúc tháng năm. Lạy Phật Tổ, lạy Phật Tổ, lạy Phật Tổ, lạy Phật Tổ, xin ngài truyền thêm sức mạnh. Vợ chồng con luôn hướng thiện theo Đức Thế Tôn. Vợ chồng con luôn hướng thiện theo Đức Thế Tôn. Vợ chồng con luôn hướng thiện theo Đức Thế Tôn. Hoan hỷ, vâng lời và tác lễ con cháu của chúng con.
trải qua thời gian yêu thương tìm hiểu để rồi hôm nay ngày lành tháng tốt được dựng trong nước của cha mẹ nội quan tổ chức lễ lòng vợ và kết nạp nhân duyên cho hai phật tử tại chùa Thanh Lanh dưới sự chứng minh và cầu nguyện chúc phúc của chư tôn đức và bà con bạn bè xa gần, chúc cho đôi tân nam tân nữ của chúng ta trong năm tình biệt ái bắt đầu những cuộc đời. Đó cũng chính là lý do của buổi lễ làm vợ hôm nay. Về chứng minh và pháp lễ làm vợ cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay, trước hết trên bản chứng minh chúng con xin được công kính giới thiệu đạo đức Thích Quảng Hình, chủ trì chùa Thanh Lanh, cũng là chứng minh tối cao của bạn trẻ. Chúng con xin được công kính giới thiệu đạo đức Thích Nguyên Bảo. Chúng con cũng xin được công kính giới thiệu đạo đức Thích Minh Hương. Chúng con xin được công kính giới thiệu đạo đức Thích Bảo Chúa. Chúng con cũng xin được công kính giới thiệu trên chư tôn đức thánh đã an nghỉ nhận lời tâm lâm về ngày hôm nay để tác lễ cho đôi bạn trẻ. Chúng con xin được công kính giới thiệu chung. Về phía gia đình hai bên tân nam tân nữ cũng xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của cha mẹ, ông bà đồng đêm của đôi tân nam tân nữ và đặc biệt là sự hiện diện của anh em họ hàng, cô dì chú bác đồng quan hai họ, bạn bè đôi đêm cũng đặc biệt những trí thức nam nữ phật tử trong đạo tràng chùa Thanh Lanh cũng đặc biệt tham dự và phát lễ cho đôi bạn trẻ. Xin được đồng nhiệt cho đội sự hiện diện của chúng tôi. Và xin quý vị chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay lớn hơn nữa và lớn hơn để cùng chào mừng sự hiện diện của đôi bạn trẻ. Kính cảnh xin chư tôn đức kính thưa quý liên hữu con kính sâu lớn và thân con của mẹ đi suốt cuộc đời tình mẹ vẫn theo con và để chính thức của lễ học thuật cho đôi bạn trẻ ngay sau đây xin được trân trọng kính mời một vị đại diện cho hai đa gia đình sẽ lên dâng lời phát đặt lễ học thuật. Xin được trân trọng kính mời. Khi tôi được gọi là tăng, hôm nay tăng là chúng con cố cùng năm kỷ và được sự công tâm của những người và chúng con có duyên sự xin lên đầu đầy đầy các bài học và vì các chi tôi biết chúng con là học tử đại tăng hôm nay tăng là chúng con một sự tự nhiên tăng để chúng con và con là chùa chúng con trong nhà chúng con hôm nay có con trai là được chúng ta cảm có con là con trai của Việt Nam và con gái là đã quen nhau đã cùng một sự thật sau thời gian tìm hiểu và yêu thương nhau con người cha mẹ hai bên kết nạp hôn nhân thành lập gia đình chúng con xét tiếp một phận của mình là phật tử. Lý do hôn lễ được kết từ em họ của sư thầy Hạnh Phúc ở 26 tuổi đã yêu như phúc thọ chúng con xin lên đầu hành lễ hôn tình sư con và thượng sư phụ có một ngày thích tăng tập thủy từ đi người hôn lễ và cộng sư ba của chúng con và yêu cầu cho đại gia đình hai họ chúng con cùng toàn thể quý tâm các phật tử đang có mặt trong buổi lễ được thân thiết thân thiết
và rồi ra đại diện cho gia đình đã thành tín dâng lên các lễ mặc quần chùa làm trẻ. Và để quý vị cũng như đôi bạn trẻ ở đây có thể hiểu thêm về những lễ mặc quần chùa hôm nay, cũng như để dẫn dẫn cho đôi bạn trẻ hiểu thêm về cuộc sống hạnh phúc của đôi theo đức phật của đức phật dạy về hạnh phúc gia đình cho người cư sĩ tại gia sống đúng theo đạo lý làm người và giữ được bản sắc văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam. Và giờ này chúng con xin được thành kính cung kính đạo đức thích tâm trí có đôi lời hướng từ cho đôi tâm duyên để đôi tâm duyên nâng cao bản sắc và có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng con xin được thành kính cung kính. Nên là việc kết cái duyên
vợ chồng biết là quá khứ. Bây giờ là Phật pháp rồi, hãy tiếp tục đất duyên tốt đẹp này hướng tới Phật pháp để làm sao để có được sống hạnh phúc. Hạnh phúc thật sự là toàn bộ những cái gì biết mà của đời sống, tức là hạnh phúc chứ chẳng phải là chỉ hai vợ chồng thôi chứ đủ, phải mang đến cái toàn diện của đời sống. Là vợ chồng nếu mà vẫn còn có cha mẹ ông bà tổ tiên, bây giờ là sau này nó là một cái gia đình riêng nữa, nhưng mà cũng phải nhớ đến ông bà tổ tiên. Phật dạy là các điều kiện hiển đi đầu, có nghĩa tất cả mọi đời sống của chúng ta tạo thiện nghiệp để có thiện, để có thiện báo thì trước mắt là phải hiến. Đây nhất là người chồng thể hiện cho cái người đại diện hình ảnh ra bên ngoài. Người vợ thì đại diện cho cái sự mềm mỏng như hòa. Đây là cái đặc biệt của người nam người nữ thì chúng ta mới nên hiểu. Có thể là bên ngoài thế nào cũng biết, nhưng mà trong tâm, nhưng mà trong gia đình, không chỉ ra ngoài với xã hội đang biết thế thì không phải, mà ngay tại cái gia đình nhỏ của mình, hai con người này, một khi chưa có con, có con và chưa có con cũng là sự tôn trọng của nhau, không phải là chuyện sau này có con chúng ta cũng phải điều kiện, cũng phải thật là cái sự tôn trọng đó. Sau này có con thì chúng ta có thể đa chồng cho vợ con, đúng là chúng ta không có phải mất vợ nhà một con, đúng là nó sẽ thấy nó mất hình ảnh của cha, mất hình ảnh của mẹ, nên biết là hai vợ chồng như thế nào đó thì gọi là đóng cửa bằng nhau. Còn với đất con thì mình nhớ lúc nào cũng thể hiện một cái sự chỉnh chu, một cái sự chỉnh chu cho mình, khuôn phép của mình, chỉ cần là giáo dục, chỉ cần là hướng dẫn, lần bước từ lời nói việc làm, lần bước lần các con sẽ nhìn thấy, các con sau này sẽ là con người, sẽ là bản sắc của mình. Nên chỉ cần mình làm hướng là được. Thưa quý vị, lần mình nói những người khiêm hòa, quan tâm chăm sóc, để những thân an cũng phải là để với gia đình của chồng mình cũng phải hiếu với gia đình một mình vậy. Tiếng Anh cũng vậy, về với gia đình của vợ cũng phải một lần hiếu với mình. Thì hai bên mới có sự gì, đó là cái viên của một đại gia đình. Hai bên đó mặc dù là xuất gia, nhưng vợ xuất gia, nhưng cũng là một cái gia đình tác hợp với cái con. Nên con cũng lâu với cha mẹ, hai bên cũng chính như lâu với gia đình mình. Con nên phải chủ động một điều. Tài vận kinh phóng hạ sanh, tức là tài vận nó phải xem nhẹ. Chồng có biết là yêu thương chăm sóc cho vợ, đúng là đến ngày phải sinh nhật phải có mua quà chút gì đó, không đâu, đó là cái pháp trong nhà Phật, đó là gì nào, bổ thí, tâm tư, nhiếp pháp là bổ thí, ái ngưỡng, lợi hành, tâm sự, cái trước tiên là bổ thí, là sự chăm sóc quan tâm của mình đối với vợ hay là chồng, bổ thí chăm lo chứ. Vợ thì ta có đứa ăn cái gì nên chú đáo ngon lành trách nhiệm, chồng thì nghĩ đến cái gì chăm sóc sức khỏe cho vợ rồi ái ngưỡng là đời tốt lành cho nhau, rồi lợi hành hỗ trợ cho nhau trong công việc, quan tâm về là nghe anh kể công việc cho anh làm sao, về là nghe vợ nói đi áp lực của vợ như thế nào, đó là lợi hành. Rồi nữa, tâm sự tất cung với nhau giải quyết công việc. Bây giờ đã thành là hai người chi tiểu, vợ chồng cũng là người bạn tốt đẹp với nhau, chẳng phải sở hữu với nhau nhé. Thì vậy nó có thể được nhân viên tốt đẹp. Các con rất là phước duyên là được gặp Phật pháp, rồi hai bên gia đình có nhẹ nhẹ có biết Phật pháp, rồi họ hàng ai thấy điều là các cô thì chỉ huynh đệ thì là biết Phật pháp hết, đây là phước duyên đó của mình. Rồi thêm thầy chủ trì
yêu thương từ khi hướng dẫn thế này thì là cái phúc duyên lớn của con. Thì lời cuối cùng là cũng xin thiên ân cảm tạ trên đại đức chủ trì đã cho mình ký con đây duyên để mà trò chuyện với hai bạn thân lương và chị của gia đình, và cũng nguyện cho sư đại chúng ta, nguyện cho hai con, nguyện cho gia đình ba mẹ, nguyện tất cả quý cô chú anh chị phật tử là đều được nhận cái quang minh từ lực của Phật để ngày càng tăng trưởng thiện tâm, ngày càng có phước báu trong đời sống để học Phật được tốt, để đời sống ta vẹn toàn thế gian pháp và vẹn toàn Phật pháp, thì sẽ được cái kết quả viên mãn trong đời sống của mình. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chào quý vị khán giả của Đài Phật. Xin kính chúc đại đức luôn có thể bình an, đại đạt thường chiếu và sự hiện tại. Kính bạch xin chúc đại đức kính thưa toàn thể quý vị và đặc biệt thương đôi trẻ của chúng ta ngày hôm nay. Thương nhau phải hiểu cho lời, lời ăn tiếng nói ngọt ngào của nhau. Ở giây phút này, Tiến Anh và Thanh An thân mến, các bạn đã sẵn sàng để thành tâm phát nguyện đối trước mười phương chư Phật, đối trước chư tôn đức tăng chúng linh, trước sự có mặt của ông bà cha mẹ bà con và hai bên để dâng lên lời phát nguyện nên dự ông chồng ngày xưa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tất cả chúng linh, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa bố mẹ và họ hàng thân tộc hai bên, kính thưa chư vị khách quý và cô bác anh chị có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Chúng con thật là diễm phúc khi đã có duyên với Phật pháp nên hôm nay được chư tôn thiền tự tăng từ vị tác lễ hưởng thuận cho thật vô cùng trang nghiêm, nguyện còn ban bố cho chúng con những lời giáo huấn thật thiết thực trong cuộc sống lứa đôi và cũng được nghe lời dạy bảo của cha mẹ hai bên. Giờ đây đối với trước ngôi tam bảo tôn nghiêm thanh tịnh, chúng con không biết nói gì cho xứng đáng công ơn đấy. Hai con xin thệ nguyện hứa trước chư tôn, hiền đức tăng và cha mẹ cùng họ hàng hai bên rằng, là vợ chồng chúng con nguyện suốt đời yêu thương kính trọng, hằng sống hòa thuận, chia ngọt sẻ bùi giúp đỡ lẫn nhau, mãi sát cánh bên nhau dù được hạnh phúc hay gặp khổ đau, luôn luôn giữ trọng lòng trung thủy với nhau cho đến tận cuộc đời. Chúng con nguyện thực hành theo lời dạy của chư tôn hiền đức tăng và các bậc trưởng thượng luôn tu học theo chánh pháp Như Lai cùng các bậc hiền thánh để trao dồi đức hạnh trở thành con người tốt trong gia đình và sống tốt đẹp ngoài xã hội. Hầu mong đền đáp một phần nào đó công ơn giáo dưỡng của song thân cùng quý thầy dạy bảo. Là Phật tử, chúng con nguyện luôn luôn giữ đúng năm giới của người Phật tử đại gia, phát nguyện nhất tâm hộ trì thánh pháp, mong cho ngôi tam bảo được trường tồn ở thế gian. Kính xin trên tam bảo từ bi chứng minh gia hộ và cha mẹ cùng họ hàng hai bên, trực giám cho tấm lòng thành của chúng con. Chúng con xin đê đầu thành tâm nhận lễ cúng dường ba lạy, gọi là để ơn chư tôn hiền đức tăng đã giáo huấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn thật dài để cùng dành cho lời phát nguyện của Đỗ Tân Lan Tân Lâm vừa rồi. Kính thưa quý vị, tình yêu nếu không có giận hờn thì làm sao chúng ta có được tình cảm thực sự của nhau? Giá trị của tình yêu là ở nơi sóng gió vẫn giữ được trọn lời yêu thương. Và ngàn ngữ Trung Hoa có câu, khi ta yêu một ai đó, ta yêu tất cả những gì mà người đó có. Chúc cho cô dâu và chú rể của chúng ta luôn giữ được niềm hạnh phúc và tình yêu của mình. Và thời giờ này, quý vị chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay lớn hơn để chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên đối diện đôi tân nam tân nữ này. Đó chính là cha mẹ của chú rể và cha mẹ của cô dâu. Xin được mời cha mẹ của hai bên, cô dâu và chú rể. Và
đại diện bố mẹ hai bên thân mến, quý vị vừa nghe lời phát nguyện của những đứa con của mình. Và ngay sau đây thì họ rất biết rằng là quý vị sẽ có rất nhiều điều để muốn dành cho các con của mình nhân ngày đặc biệt của hai bạn hôm nay. Thời giờ này thì xin mời một vị sẽ đại diện cho gia đình, sẽ có đôi lời dặn dạy các con. Và xin mời đôi bạn trẻ của chúng ta hãy lắng lòng lắng nghe. Đây là giây phút hết sức đặc biệt của các bạn. Xin đại diện cha của mình, đại diện cha mẹ là dạy ở đây. Tôi là Phương, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính này chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa quý vị quý khách, kính thưa thân bằng quyến thuộc hai họ cùng toàn thể chư tăng có mặt trong buổi lễ hôm nay. Buổi lễ hàng tuần của hai cháu Nguyễn Tiến Anh được kết duyên cùng cháu Đặng Thanh An rất đầy đủ ý nghĩa. Con cũng xin phép chư tôn thiền đức tăng cho con đại diện thay mặt bố mẹ và thân bằng quyến thuộc hai họ. Hôm nay hai con đã chính thức là vợ chồng với nhau. Bố mẹ và gia tộc cũng luôn mong mỏi cầu chúc cho hai con sẽ mãi mãi yêu thương, sống bên nhau được một cuộc sống hòa thuận, an vui, hạnh phúc đến trọn đời mà tiếp. Dù được hay mất, giàu khổ hay vui cũng đều cùng nhau chia sẻ. Hai con hãy nên luôn tôn trọng, quý kính, bao dung cho nhau, biết bao bọc, khuyên lơn, nhắc nhở với nhau và cố gắng làm theo những điều mà quý thầy đã dạy bảo. Bố mẹ có ít lời như thế, mong hai con thực hành được với nhau. Đó là hai con đã trả ơn cho bố mẹ hai bên và biết thương dòng tộc hai họ. Một lần nữa, bố mẹ, bác, cô thay mặt cho dòng tộc hai họ cầu chúc hai con sống bên nhau luôn luôn hòa thuận và hằng an lạc, hạnh phúc. Tình nghĩa vợ chồng mãi mãi mặn nồng, đầm ấm bên nhau. Nam Mô Bản Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiến Anh và Thanh An thân mến, các bạn đã nghe rõ lời của cha mẹ mình vừa gửi đến các bạn chưa? Nhưng có một điều rằng chúng ta luôn luôn phải nhớ, đó là sinh con cơ cực lầm than, nuôi con khôn lớn gian nan bội phận. Và để các bạn có được ngày hôm nay, chúng ta có được giây phút này ở đây, thì chúng ta luôn luôn phải nhớ đến công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Ngày hôm qua có thể các bạn sẽ chỉ nhớ đến công lao sinh thành dưỡng dục của cha mình, mẹ mình. Nhưng bước đến ngày hôm nay, bước đến giây phút này, thì các bạn sẽ phải nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục và phải tri ân báo cái ân đó đối với cả cha, cả mẹ, cả ông bà của người vợ, người chồng của mình. Các bạn có đồng ý không ạ? Và thời giờ này, người con dâu cũng như người con gái và người con rể của mình, và giây phút này là giây phút đặc biệt đối với anh chị và cũng đối với tất cả các Phật tử chúng ta đang ngồi đây. Bởi vì thưa quý vị, nếu như chúng ta đã từng dựng hàng trăm hàng ngàn đám cưới ở ngoài thế gian rồi, chắc hẳn không có giây phút này, và chỉ có lễ hoàn thuận ở tại chùa chúng ta mới được chứng kiến giây phút này thôi. Đó là giây phút nói lên lời cảm tạ của đôi tân lang tân nương trước cha mẹ của mình. Kính thưa bố mẹ, chúng con có được đầy đủ duyên lành như ngày hôm nay là sự sinh thành dưỡng dục của bố mẹ. Công ơn đấy thật không có gì có thể sánh bằng. Chúng con đã khôn lớn trưởng thành, bố mẹ cho chúng con kết nghĩa vợ chồng, và giờ đây còn dạy bảo chúng con những điều rất cần thiết quý vị cho cuộc sống. Chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm thực hành để không cô phụ công lao bố mẹ nuôi dưỡng, để tỏ lòng hiếu kính và tri ân. Xin bố mẹ cho chúng con được đầu thành hành lễ ba lạy. Quý vị, một tràng pháo tay thật lớn thật dài đúng không ạ? Quý vị, chúng ta vừa được một giây phút hết sức xúc động
của gia đình Đôi Bạn Trẻ. Và xin được cảm ơn hai bên gia đình vào giây phút này. Xin mời Đôi Bạn Trẻ của chúng ta sẽ cùng cẩn thận đứng dậy và chúng ta sẽ cùng đón nhận khay trà thơm thảo. Trước hết, xin mời các Đôi Bạn Trẻ của chúng ta sẽ cùng dâng trà để niệm ơn trên chư Tôn Đức ngày hôm nay đã hoan hỷ từng đi quang lâm để tác lễ hàng tuần cho đôi trẻ của chúng ta. Kiếm quốc định trên chư Tôn Đức chứng minh, hãy cùng đón nhận những ly trà thân thảo để thể hiện lấm lòng tri ân và báo ân của đôi trẻ. Quý vị một tràng pháo tay thật dài ạ. Thời giờ này xin mời bạn hãy đỡ lấy khay trà và hãy để cho cô dâu của chúng ta sẽ hai bạn sẽ cùng tiến đến bàn của cha mẹ chú rể. Người con dâu thanh an gửi đến cha mẹ chồng của mình vẫn xin được tri ân cha mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng người chồng của con là Tín Anh. Vâng ạ, xin được mời mẹ của cô dâu, mẹ của chú rể sẽ đón nhận ly trà của con dâu của mình. Tôi xin mời quý vị bây giờ hai bên chúng ta sẽ cùng thưởng thức ly trà thơm thảo này nhé. Xin mời anh chị ạ. Vâng, quý vị, đây có lẽ là sẽ là ly trà ngon nhất, nhất mà anh chị ấy được từng uống ở vì ly trà thắm đường. Để cho dễ dâng ly trà cho ông của ông nội của cô dâu ông ngoại của vợ mình nha. Tiếp đến đó là bố vợ của mình, mẹ vợ của mình là. Dạ, và thưa quý vị, xin mời quý vị sẽ cùng nâng trà. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng đọng để cùng lắng đọng giây phút tri ân này qua một phần rất đặc biệt, độc tấu sáo với phần biểu diễn của một người rất là thân với gia đình của cô dâu. Xin được trân trọng kính mời anh.
Kính anh và thành an thân mến, xuyên suốt từ đầu đến giờ chúng ta đã đảnh lễ trên sư Phương Đức, chúng ta đã đối diện cha mẹ, đảnh lễ trước cha mẹ của chúng ta, chúng ta đã dành cho họ những lời tri ân sâu sắc nhất. Và giây phút này là giây phút của hai bạn. Chúng ta chưa đối trước nhau và cũng chưa dành cho nhau một câu nói đặc biệt nhất trong cuộc đời. Nên xin mời hai bạn chúng ta sẽ cùng quỳ đối diện trước nhau. Bạn đã sẵn sàng để làm chồng một cô gái trước mặt bạn. Cô gái thay ra thay xưa. Thay ra thân đến chàng trai của giết bạn bạn. Bạn đã sẵn sàng để làm vợ chàng trai đấy, cùng chàng trai đấy xây đắp nên hạnh phúc gia đình. Để từ nay hai bạn sống trọn đời với nhau, không phải là tương tư, không phân biệt chẳng ai thiên nữ. Bạn sẵn sàng chưa? Và quý vị là gì đây? Quý vị đã sẵn sàng để chứng kiến cách đáp đặc biệt của gì ạ? Nếu sẵn sàng thì cho chúng tôi một tràng pháo tay. Hãy nhớ đây là cảnh khắc đặc biệt trong cuộc đời của các bạn. Bởi vì chúng ta có thể sống suốt cuộc đời này nhưng không có mấy khi chúng ta có được cảnh khắc đặc biệt này. Dưới phút này hãy nhìn sâu vào đôi mắt của nhau và hãy cùng đảnh lễ thành viên sự tôn trọng nhau, và hãy sẽ cùng nắm chặt tay nhau đi suốt cuộc đời này. Nếu như các bạn đã sẵn sàng thì xin mời hai bạn hãy đảnh lễ trước nhau một lễ thật sâu. Một tràng pháo tay thân yêu. Chúng ta nhìn thấy nụ cười của cô dâu chú rể rất là rạng ngời và đặc biệt. Nụ cười của cha mẹ hai bên cũng rất là rạng ngời. Xin mời hai bạn chúng ta sẽ cùng quay lại và cùng đối diện sư Tôn Đức. Kính bạch trên sư Tôn Đức, kính thưa quý vị, hình ảnh đôi nhẫn cưới từ lâu đã gắn liền với các cặp uyên ương. Khi họ đeo trên tay chiếc nhẫn cưới là từ đó họ đã có người chồng, người vợ, từ đó họ ý thức hơn nữa về cuộc sống của gia đình. Nhẫn một chút gió yên biển lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Và để hiểu hơn nữa về đôi nhẫn cưới ngoài những ý niệm hạn hẹp đời thường, thời giờ này chúng con kiền cung thỉnh Đại Đức Thích Quảng Hỷ chủ trì chùa Thanh Lanh, chứng minh tối cao của lễ hàng tuần cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay sẽ dành cho đôi bạn trẻ về ý nghĩa của đôi nhẫn cưới, ý nghĩa của chữ nhẫn trong con đường xây dựng hạnh phúc của các bạn sau này. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiện Đức Chứng Minh, kính thưa quan viên hai họ đàn trai và đàn gái, kính thưa cô dâu chú rể cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện những ngày lễ hành thuận hôm nay. Lời đầu tiên cho phép con được đảnh lễ tri ân Chư Tôn Thiện Đức đã từ phương rất xa có quý thầy ở tận trong Đắk Lắk ra đây, quý thầy ở tận Quảng Ngãi ra đây để chứng minh tang lễ hàng thuần cho cháu Tiến Anh và Thanh An, để chúc phúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng con ghi nhận công đức và luôn kính chúc quý thầy được pháp thể vinh an, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành, mãi là chỗ dựa bền vững cho hàng Phật tử tại gia. Và lời đầu tiên thầy xin tán thán công đức của hai bên gia đình đàn trai và đàn gái, và tán thán công đức lành của hai cháu Tiến Anh và Thanh An. Như chúng ta cần nghe quý thầy cũng như đi lời của chư tổ đã từng dạy, được làm thân người rất khó,
mà đường gặp Phật Pháp lại còn khó hơn. Gặp Phật Pháp rồi mà gặp được Minh Sư, gặp được Chánh Pháp thì càng khó hơn nữa. Thật sự trong Phật giáo có một nghi thức rất đặc biệt, đó là nghi thức hành thuật. Nên thật sự cái nghi thức hành thuật đấy nó rất là tuyệt vời. Tại sao nó có tên là hành thuật? Hành có nghĩa là mãi mãi, thuật là hòa thuận, là nghĩa là hòa thuận mãi mãi. Muốn cho cuộc sống được phát triển thì như ông bà của chúng ta có từng dạy, thuận vợ thuận chồng, tán biệt tâm cũng cũng cả. Nên vợ chồng có hòa thuận với nhau thì cuộc sống gia đình mới ấm êm và hạnh phúc. Từ ấm êm và hạnh phúc thì mới phát triển về kinh tế. Mà có phát triển về kinh tế trong gia đình thì xã hội mới phát triển. Xã hội có phát triển thì sao? Đất nước mới phồn vinh. Bác Hồ phải nói là dân giàu nước, nước mạnh. Dân không giàu thì nước không? Không mạnh. Nên muốn giàu thì phải hòa thuận. Nên khi nãy hai con đối trước Chư Tăng. Chư Tăng là gì? Chư Tăng là đại diện cho một trong ba ngôi Tam Bảo. Nên từ một vị tỳ kheo thì chưa được gọi là Tăng. Phải từ bốn vị tỳ kheo trở lên mới được gọi là Tăng. Nên ngồi trước các con là bốn vị tỳ kheo được gọi là Tăng. Đây là một diễm phúc thật là lớn của các con, cũng giống như của gia đình. Ít có cái lễ hành thuật nào ở miền Bắc mà thỉnh được bốn chư Tăng. Nên các con rất là may mắn, rất là diễm phúc. Cũng có thể là các con đã gieo trồng Phật Pháp nhiều đời nhiều kiếp rồi, nên kiếp này sinh ra được cha mẹ hai bên chánh tín Tam Bảo, rồi khi các con tìm hiểu nhau, đến với nhau, được Chư Tăng, được Tam Bảo chứng minh cho các con. Và các con cũng có phát nguyện trước Chư Tăng, trước Tam Bảo là chọn đời quy kính ba ngôi Tam Bảo, đó là Phật, Pháp, Tăng. Và phát nguyện trọn đời giữ năm giới của người Phật tử tại gia. Dù mình muốn thành tựu đạo quả, dù mình muốn trở thành một người vĩ đại, nếu như chúng ta không tuân thủ theo năm điều giới cấm đấy thì chúng ta khó thành tựu. Năm điều giới cấm đấy thầy tin chắc các con nhớ rất là rõ ràng rồi. Thầy chỉ nhắc lại sơ qua. Thứ nhất là không sát sanh. Thứ hai là không trộm cắp. Thứ ba không tà dâm. Thứ tư không nói dối. Thứ năm không uống rượu và dùng những chất gây nghiện. Có một cái điều thứ ba là điều không tà dâm. Không tà dâm nghĩa là như thế nào? Tà đối lại với chánh. Không tà dâm nghĩa là Đức Phật dạy cho chúng ta một người Phật tử tại gia sống phải một vợ một chồng chung thủy với nhau. Khi đạo Phật du nhập vào Việt Nam, đạo Việt Nam của chúng ta vốn chỉ là đạo thờ ông bà cha mẹ, đạo chung thủy vợ chồng, đạo hiếu kính tổ tiên. Tâm hiếu là tâm Phật, mà hạnh hiếu là hạnh Phật. Và Đức Phật có dạy trong kinh Thiện Sanh là vợ chồng sống phải
biết tôn trọng nhau, biết chung thủy với nhau, biết yêu thương nhau. Nên chính vì vậy mới có cái lễ hàng phục. Và trong cái lễ hàng phục, cái sự mầu nhiệm, cái sự thiêng liêng nhất đó là đôi Tân Lan và Tân Lương, hai người trao cho nhau chiếc nhẫn, gọi là nhẫn cưới. Chiếc nhẫn là biểu trưng cho sự chung thủy. Chung thủy nghĩa là sao? Chữ chung là sau cùng, chữ thủy đúng đó, là âm của chữ Hán, là chữ thủy, thờ y thi hỏi thủy. Nhưng mà đọc một thời gian nó thành quen miệng là chung thủy. Chung thủy nghĩa là trước và sau, trước như thế nào thì sau như thế nấy. Các con có biết tại sao chiếc nhẫn nó không làm hình vuông không? Vuông nó có góc cạnh đúng không? Chiếc nhẫn nó làm hình tròn thì điểm đầu nó cũng như điểm cuối, nó không có điểm đầu và nó cũng không có điểm cuối, mà điểm đầu như thế nào thì điểm cuối như thế nấy. Nên biểu chung cho trước mình yêu thương nhau, mình gặp nhau từ ánh mắt đầu tiên cho đến chấn động con tim, sau đấy mình quyết định chọn về chung sống với nhau, mình yêu thương đùm bọc nhau. Nhưng trước như thế nào thì sau này sẽ như thế này. Nhưng mà tại sao chiếc nhẫn biểu trưng cho sự chung thủy mà nó không có tên là chung thủy, mà nó có tên là nhẫn? Vợ chồng á, mình muốn được trước sau như một, điều đầu tiên chúng ta phải học chữ nhẫn. Tại vì á, khi mình yêu thương nhau, con trai thì ở bên bố mẹ bên chồng, con gái thì ở bên bố mẹ vợ, hai người gặp nhau chưa chung sống với nhau nên nhìn nhau cái ánh mắt đầu tiên và luôn luôn là nhìn cái gì nó cũng ra trái tim màu hồng cả. Nhưng đến khi về chung sống thực tế với nhau rồi, sinh con đẻ cái, rồi cuộc sống mưu sinh, cơm áo gạo tiền, từ đấy tạo ra cái áp lực cho cuộc sống. Nếu như chúng ta mà không học chữ nhẫn thì dần dần cái tình yêu thương của chúng ta ban đầu nó dần dần nó sẽ bị nguội lạnh, từ đấy sinh ra mâu thuẫn với nhau. Nên mình phải học chữ nhẫn. Chính chữ nhẫn đấy nó làm sợi dây kết nối lại của đôi vợ chồng. Cũng chính chữ nhẫn đấy nó làm cho mình hòa thuận được với nhau. Bên chữ nhẫn đấy nó có chữ tâm ở dưới, nên luôn luôn là mình hướng về nội tâm để mình nhìn lại những cái lỗi lầm của mình nhìn lại coi cái vấn đề là cái tôi của mình nó nằm như vị trí đấy có đúng hay không. Nếu như mình chỉ vì cái tôi thế này, tôi thế kia, tôi làm chồng mà tôi bảo vợ không nghe à, rồi vợ cái em lại bảo như vậy mà anh là cái cố chấp bảo thủ, từ cái tôi đấy nó sinh ra mâu thuẫn. Nên là mình phải học chữ nhẫn.
vợ phải biết lắng nghe nhiều hơn, thông cảm nhiều hơn và chia sẻ nhiều hơn. Người vợ muốn được cho gia đình được phát triển hay không chính là người vợ làm chủ chốt. Tại vì sao? Vì người vợ là phong thủy chính của gia đình, nên là người vợ phải học chữ nhẫn nhiều hơn để lắng nghe và thấu hiểu. Bên cạnh đấy, người chồng phải học chữ nhẫn là mình phải biết yêu thương vợ mình nhiều hơn. Tại vì sao? Vợ mình là một người phụ nữ thiệt thòi hơn mình rất là nhiều, rất rất là nhiều. Sinh con cho mình là mang nặng đẻ đau, khi sinh con thì cũng biết sống chết như thế nào. Rồi còn lo nhiều cái nữa. Mình nghĩ thôi, vợ mình ở nhà suốt ngày ăn ở nhà không làm được cái gì cả, giống như một người vô tích sự. Nếu như không có người vợ ở nhà lo cho mình cơm áo, lo cho mình đi tủ, mình có yên tâm đi ra ngoài để kiếm tiền hay không? Rất nhiều người chồng kiếm được chút tiền, ra ngoài xã hội được chút danh, được chút phận, thế là về xem vợ của mình không ra cái gì cả. Từ đường đấy sinh ra mâu thuẫn, đến khi mất rồi thì lại hối tiếc. Cũng như vậy, người chồng đi ra ngoài kiếm tiền vất vả áp lực thì mình về mình phải biết chia sẻ. Nên chữ nhận rất là quan trọng. Chuẩn bị giây phút tới đây là giây phút quan trọng nhất. Thầy cũng giống như chư Tăng sẽ hướng về đôi nhẫn này, cùng nhiếp tâm chú nguyện và trao cho các con. Các con hãy trao nhẫn cho nhau và hứa với nhau rằng sẽ trọn đời này luôn luôn yêu thương nhau, luôn luôn chung thủy với nhau, trước như thế nào thì sau như thế đấy, và luôn luôn nhẫn nhịn nhau, nhường nhịn nhau để cho gia đình được ấm êm và hạnh phúc, để cho gia đình càng ngày càng phát triển, thì đó mới đúng tinh thần của cái lễ hành thuận ngày hôm nay. Đã là một Phật tử tại gia thì mình phải có một cuộc sống hạnh phúc. Đã là một Phật tử đi hướng theo Tam Bảo, hướng theo sự chỉ dẫn của quý thầy, thì gia đình phải phát triển. Như vậy thì mình mới cùng đóng góp với quý thầy là hoằng pháp lợi sinh. Còn nếu như mình đi theo Tam Bảo, mình đi tu tập hướng đến quý thầy, mình càng ngày càng lùi bại, thì người ta sẽ không có niềm tin nơi Tam Bảo. Họ cho rằng do đi chùa như vậy nên kinh tế mới sa sút, cuộc sống vợ chồng mới không hòa thuận với nhau. Nơi mình có niềm tin nơi Tam Bảo, hướng đến Tam Bảo, thì mình làm thế nào gia đình mình hạnh phúc, làm như thế nào kinh tế của mình càng ngày càng phát triển. Như vậy, đó là mình không nói một lời pháp nào, đó là mình không giảng kinh thuyết pháp, nhưng mà chính như vậy mình đã giảng kinh thuyết pháp rồi, mình đã giúp cho quý thầy hoằng dương chánh pháp rồi. Các con có hiểu không? Hiểu không? Nên là phải sống yêu thương hòa thuận với nhau, hiểu không? Hôm nay mình đối trước Tam Bảo, mình phát nguyện rồi, quan viên hai họ, bà con Phật tử, thập phương chư Phật, chư Thánh, chư Thần đã chứng minh công đức cho mình rồi. Nếu như mình không có nhớ những ngày hôm nay, mình để cho những cái chuyện mâu thuẫn xảy ra mà chúng ta không có nhẫn nhịn, không lắng nghe để cho nó hòa thuận, để xảy ra vấn đề là mâu thuẫn rồi chia rẽ, thì từ đấy các con đã có lỗi với chư Tăng, có lỗi với Phật,
có lỗi bố mẹ chồng, có lỗi bố mẹ mẹ vợ, các con hiểu không? Nên bất cứ một chuyện gì xảy ra, mình phải luôn luôn lắng nghe, mình cố gắng tập im, im lặng. Có nhiều chuyện mâu thuẫn, mình nói sẽ bị thất bại. Mình im lặng đây để làm gì? Để hai bên cùng nhìn lại, nhìn nhận lại nhau, coi mình có những điểm khuyết gì. Từ đấy chúng ta cùng có những lời nói chung với nhau, gọi là có tiếng nói, có tiếng nói chung. Khi mình có tiếng nói chung rồi, thì cuộc sống của mình sẽ hạnh phúc. Khi mình có tiếng nói chung rồi, thì chắc chắn rằng cuộc sống của chúng ta sẽ phát triển. Giờ này Thầy sẽ chú nguyện trên đôi nhẫn của các con, và đại diện cho chư Tăng ở đây sẽ trao đôi nhẫn cho các con, để các con hướng về với nhau, sống trăm năm hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Trung vô sự bất siêu luân thủy vận tài thủy diệu cần pháp tân cân bất diệm trần phạm tác cửa thiệt thành tịnh độ sở vi đà độ mạng trung gian vô cơ huệ thánh phạm vô huệ tống thanh lương cô tác tiểu đầu cam độ thủy thanh linh nhất tích kiến tầm phương tên chuyên cầu huệ tầm quyên từ đạn định nhận cuối thực thanh tịnh. Chúng ta sẽ cùng tiến về phía trước để cùng đón nhận đôi nhẫn tươi từ tay của chư Tôn Đức Chứng Minh. Hai bạn thân mến, đôi nhẫn cưới của hai bạn đang được đặt giữa trái tim hoa hồng, một hoa hồng đỏ thắm như màu máu trong tim của chính hai bạn. Và bây giờ chú rể tiến anh thân mến, hãy nhẹ nhàng cầm lấy hộp nhẫn. Chúng ta sẽ cùng lấy một chiếc nhẫn và dành tặng, đeo nó thật trang trọng lên ngón tay của người vợ của mình. Và thầm hứa với cô ấy bằng chiếc nhẫn này sẽ mang lại hạnh phúc trọn đời cho cô ấy. Và cô gái nhỏ Anna hãy cầm chiếc nhẫn tỏ lại và đeo lên ngón tay người chồng của mình. Hãy hứa với anh ấy rằng anh ấy sẽ mãi là biểu tượng của mình trong tương lai. Bây giờ các bạn hãy dành cho xin công đức. Xin quý vị chúng ta dành cho họ một tràng pháo tay ạ. Vâng, và bây giờ em nào chúng ta sẽ cùng là một số kính bạch trên sư Tôn Đức Chứng Minh, kính thưa toàn thể quý liệt binh và liên tục chương trình buổi lễ hàng tuần trong buổi chiều ngày hôm nay của đôi trẻ. Ngay sau đây thì xin được trân trọng kính mời một vị đại diện cho hai gia đình sẽ lên có những lời cảm tạ trên sư Tôn Đức Chứng Minh, cũng như cảm tạ sự hiện diện của tất cả bà con, quan viên hai họ, anh em bạn bè và đông đảo quý liệt binh tập tử đã có mặt tại chùa Thanh Lai ngày hôm nay tác lễ hàng tuần cho đôi trẻ của chúng ta. Xin được trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hiền đức tăng, kính thưa quý vị khách quý, kính thưa thân bằng huyết thuộc hai họ của hai gia đình tôi tân hôn, cùng toàn thể quý vị Phật tử đạo tràng có mặt trong buổi lễ hôm nay. Buổi lễ hàng tuần của các cháu Nguyễn Tiến Anh được kết hôn cùng cháu Đặng Thanh Hà đến đây đã thành công viên mãn. Chúng con xin thay mặt cho hai họ của đôi tân duyên thành kính tri ân chư ơn thiền đức tăng đã từ bi chẳng ngàn khó khăn Phật sự đa đoan tổ chức thành công buổi lễ hàng Phật hôm nay. Cho dù chúng con có dùng bao nhiêu lời hay ý đẹp cũng không thể nói lên hết được ơn đức của chư tôn hiền đức tăng
nguyện đem tâm huyết luôn chung người đạo đức sáng trong hoàn những điều lợi ích cho bản thân mình và mọi người xung quanh, để bày tỏ tấm lòng tri ân đối với chư tôn hiền đức đăng. Chúng con nguyện cùng nhau góp phần làm cho chánh pháp được lưu truyền, mọi người thêm nhiều an vui hạnh phúc. Chúng tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với quý vị khách quý cùng quan khách Thái Hòa và các Phật tử gần xa đã nhiệt tình giúp đỡ bằng mọi phương tiện cho việc tổ chức buổi lễ được thành công tốt đẹp, đồng thời đáp lời mời của chúng tôi đã dành thời gian quý báu và lòng yêu ái về tham dự đông đủ, làm cho buổi lễ thêm phần trang trọng và trang chứa tinh thần mật với những lời cầu chúc tốt đẹp nhất. Mặc dù hết sức cố gắng nhưng cũng không sao tránh khỏi những thiếu sót. Vụt về những mong chư tôn thiền đức tăng cùng toàn thể quý vị hoan hỷ nhiệt tình tha thứ cho, xin hành tâm cảm tạ mọi duyên lành đã tạo cho buổi lễ hằng thuận hôm nay được thành tình viên mãn. Chúng con kính chúc chư tôn thiền đức tăng pháp thể khinh an, thân tâm thanh tịnh, Phật sự viên thành. Kính chúc toàn thể quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin có một ý kiến nhận đồ. Kính bạch chư tôn đức tăng, trong 3 tháng vừa qua các quý thầy đã an cư 3 tháng, đã hoàn toàn nhất. Khi các thầy trở về trụ xứ bắt trăm công nghiệp việc, nhất là các quý thầy từ trong miền Nam đã nhận lời thỉnh cầu của hai gia đình chúng con về đây để dự lễ làm lễ thành hôn, tức là hằng thật cho hai cháu gia đình chúng con. Chúng con vô cùng biết ơn. Chúng con xin kính chúc các quý thầy thêm một tuổi thọ trong một cái hạ năm nay, và xin chúc các quý thầy luôn luôn dồi dào sức khỏe, là bóng cây đàn lớn để dìu dắt hàng Phật tử chúng con trưởng thành và luôn luôn ghi nhớ công lao dạy dỗ dạy của các quý thầy đối với Phật tử chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Phát biểu những lời chia sẻ hết sức sâu sắc của ông nội, của cô dâu. Và cũng nhân lễ hàng tuần ngày hôm nay, hai gia đình của cô dâu và chú rể cũng có những phần cúng dường xin được kính dâng lên chư tôn đức chứng minh. Và thời giờ này xin được trân trọng kính mời hai gia đình cô dâu chú rể và cùng đôi tân duyên sẽ cùng tiến lên để thực hành nghi thức cúng dường đối với trên chư tôn đức chứng minh. Và xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng đọng trong giây phút này qua một phần hòa tấu sáo đến với đặc của Phật tử thân cận với hai gia đình của chúng ta. Thank you.
Bạn bè là nghĩa tương thân, khó khăn thuận lợi, ân cần có nhau. Vợ chồng là nghĩa tiếp sau. Tuổi thơ cho đến bạc đầu công khai, xin được cầu chúc cho đôi tâm duyên mãi mãi yêu thương nhau, gia đình luôn ấm êm hạnh phúc. Kính bạch trên chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể cha mẹ hai bên, quan viên hai họ cùng toàn thể bên linh hữu thập phật tử thập phương. Chương trình buổi lễ hàng tuần cho đôi bạn trẻ Tiến Anh và Thanh An tới nay tại chùa Thanh Anh đã được thập phần viên mãn. Chúng con xin được thành kính tri ân công đức của chư tôn đức đã hoan hỷ quang lâm chứng minh và tác lễ hàng tuần cho đôi bạn trẻ. Xin được kính chúc cuối ngày bồ đề tỏa mãn, phật sự viên thành. Xin được trân trọng cảm ơn quý quan khách hai họ cùng toàn thể đại chúng đã về tham dự buổi lễ. Chúc phúc cho đôi bạn trẻ, kính chúc quý vị được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Từ giờ này, chúng con xin được thành kính cung kính chư tôn đức tăng, trân trọng kính mời toàn thể quý đại chúng đồng khởi thân đứng dậy tự hành nghi thức hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng dân đều trọn thành Phật. Chung nhịp tiên hoa đón anh vinh quang sáng loà, dâng hương lên Phật chứng minh trọn đời đôi lứa bên duyên, nhớ mãi công ơn sinh thành đắp xây duyên lành. Thank you.